Ê, bình bông cũng đẹp quá chứ. Mà có cái nó bị chật quá, nó gom lại phải không? Nó cũng được Nó gom lại cái bình. nhưng mà đẹp là được chị. Tao quay phim tao đang YouTube nha Bảo. Tao đang mặc mày vô nha Bảo. Ông Tổ cho con quay chút xíu. Xin ông Tổ đàng hoàng quay chút xíu. Ông Tổ cho con quay chút xíu nha. Cho xin quay chút xíu nha. Được không? Chạy cho em quay chút xíu nha. Vô bả tôi quay mày nè bả. Chạy em quay chút xíu nha. Em quay, em đang YouTube. Hả? Mm-hmm.